Thánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Hội thánh của mình mỗi từng chủ nhật mình đi nhóm ở tên nhà câu 6, mình là hội thánh Emmanuel 6, mà hội thánh Tư Gia thì hồi trước giờ là nhóm tại nhà của cô 6 mình cũng được mười mấy năm nay rồi. Rồi nhà của cô 6 mình cũng xuống cấp rồi lộ quá thì người ta lấn lộ vô. Bởi vậy giờ thì hội thánh của mình chuẩn bị xây hội thánh mới. Bữa nay là tên cô 6 của mình làm lễ khởi công để xây hội thánh. Bữa nay mình đi ăn, mời các bạn cùng đi với mình nha. Mình thì mới vừa đi lên tới nhà cô 6. Anh lên lâu chưa anh Kiên? Anh Kiên lên lâu chưa? Bữa nay thì ai cũng bận áo bà ba. Có bận áo bà ba của ai vậy? Anh mượn của cái chị Hương, chị đồng quê á. Dạ. Chị với chị Hương á, sáng mượn cái chị cho liền à. Anh bận áo bà ba của ai vậy Phương Ánh? Bận áo bà ba của ai vậy? Em đã ra tiệm mua được một cái chiếc áo bà ba, áo cộng quần. Đây là Phượng, Phượng chung đi mua chung với Phan hả? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Ai cũng đẹp ta. Lần đầu tiên mặc áo màu ba đó. Lần đầu tiên mặc áo xinh nè. Cô Sáu bữa nay bằng áo đẹp. Bữa nay cô Sáu bằng áo đẹp. Đó. Ủa, đồ ăn tới rồi. Cô Sáu đặt ở trên chợ xếp hay gì cô Sáu? Chợ xếp. Dạ. Chỗ đó chỗ. À, cô Sáu bữa nay cô Sáu mình đặt đồ ăn người ta đem tới chứ ở nhà không có nấu nướng gì hết. Cô Lệ, bữa nay cô Lệ đẹp quá. Chú chính lên thằng nào vậy? Lên dạ. Anh Việt. Anh Dung. Thánh. Dạ. Dung đi chưa về hả? Dạ, nó ở dưới nhà anh Việt. Đi về rồi hả? Dạ. Về cũng lâu lâu rồi. Dạ. Thì cô Sáu mình sẽ dẫn đi mình đi để chỉ cho mình thấy là mai mốt cái khu đất này nè, phía bên nhà này là nhà của người ta, thì từ cái khúc khu nhà này chạy xuống dưới chỗ
cỏ xanh xanh á, không có nhà là đều của đất của nhà cô Sáu mình đây. Rồi cô Sáu xây chỗ nào cô Sáu? Bắt đầu xây thì từ các cái chỗ cây cao đó đó. Dạ. Ngay cái cửa từ ở nhà bước ra đó. Tới hàng rào nhà bên đó. Nhưng mà cái hàng đó là trắng trắng. Đó là công trình 2. Dạ. Tối giai đoạn 2 mới làm. Bây giờ giai đoạn 1 thì đây nè. Giai đoạn 1 là bắt đầu từ rào đó là tới hàng chỗ này. Dạ, từ hàng rào đó qua tới bên đây. Đó. Còn cái giải toilet đó là nguyên một cái giải toilet đây luôn. Nhưng mà tạm thời bây giờ mình mới xây hai cái nè. Dạ. Hai cái toilet đó. Dạ. Rồi tới chừng nào mà làm hội thánh chính thức á. Ừ. Thì mới xây một giải toilet đó. Cái như là công trình phụ để sau này á, để giai đoạn 1 là công trình phụ. Công trình phụ để sau này mình dùng vào cái việc gì của sao? Thì dùng vào cái công việc như là đang với cái tư thất. Rồi tư thất. Rồi dành cho chỗ ăn chỗ ngủ để của hiện tại bây còn giờ cái chúa có tới chơi thì có cho ăn chỗ ngủ đúng không? Đó là bước đầu tiên chứ còn mà sau này mà nếu mà hả xây cất hoàn chỉnh rồi thì đây là một cái trung tâm để mà cho các con cái chúa được huấn luyện dạy dỗ qua lời của chúa, cắt rồi tới chúa ở khắp mọi nơi có cho chuẩn bị. Nhưng mà nó đây xây 2 tầng. Dạ. Còn bên đây cũng xây 2 tầng nữa mà hiện tại bây giờ là một phòng khách, một phòng thiếu nhi. Dạ. Và một phòng bếp. Dạ. Căn bếp là cái khúc công trình phụ á, thì mình xây giai đoạn 1 thì mình xây được mấy, tổng cộng bao nhiêu mét vuông cô Sáu? À, để xây này dự 6 mét cô không biết nữa. À, hết thải là 10, chiều ngang này chiều này là 10 mét, chiều vô đây là 4-5 mét gì á, mình chắc 5 mét đó. Không biết ông dự sáng cũng tính nhưng chứ không quan tâm. Dạ. Nhưng mà một phòng khách, một phòng thiếu nhi. Dạ. Với lại một phòng bếp, một nhà bếp. Dạ. À đây nè, đây là phòng khách nè, đây là phòng thiếu nhi, còn kia phòng bếp, còn nhà tắm nằm bên đó. Tại vì nhà tắm cô dưỡng Sáu, cô Sáu mình xây trước, tại vì nhà tắm phía trong nhà của cô Sáu mình hiện tại xài ở trong đó thì cũng là lâu năm lắm rồi cho nên là nó không có thoát nước được. Nên cái này dưỡng Sáu mình mới xây đây 3 tháng nay. Xây đỡ. Hiện tại bây giờ xài luôn. Bây giờ hiện tại này là xây 2 tầng. Dạ. Ở trên đó là các con cái chúa mà đi lên hội thánh Sài Gòn á, thì ở xa mới giờ thành phố Trà Vinh qua Vĩnh Long qua ở đây nghỉ một đêm. Hả? Là có cái chỗ nghỉ ở trên. Dạ. Ở chỗ nghỉ ở trên. Hả? Vậy là mấy mốt xe mình để đâu cô Sáu? Nhưng có xe hơi người ta tới rồi. Xe hơi đó là cái khu vực nhà đó. À, 11 cái nhà của cô Sáu đập bỏ, nhà cô Sáu là ở nhà này nè. Làm cái sân, cái xe. Đập bỏ thì thông qua trước, xe lộ ăn trước rồi. Rồi lại làm cái sân để xe. Tạm thời là tuần tới thì đặt cái nhà dưới á, cái nhà bếp ở dưới á. Hả? Tuần tới chứ không phải ngày mai hay sao? Chưa, tuần tới thì trong tuần này nè. Dạ. Xong rồi bắt đầu cậu. Ủa? Tuần tới là ở ngoài qua ngày mốt. Trong tuần đó là bắt đầu mình đặt cái đó rồi. Dạ. Rồi bữa nay thì tổng cộng khoảng có bao nhiêu người tới dự lễ bữa nay cô Sáu? 70. Tất cả là 70. 70. Bảy bàn, chuẩn bị 7 bàn. Dạ. Bảy bàn này là nhằm gồm mục sư hay là mục sư con cái chú lớn là con cái chú đi con hội thánh mình thôi. Mục sư ở tỉnh nào cô Sáu? Mục sư ở trong giáo hạ. Ở nhiều tỉnh. Ở trong giáo hạ. Ở ngoài thành, ở tên thành phố. Nói chung ở trong giới hạn đó tới 10 mấy mục sư. Đây xin giới thiệu, đây là mục sư Mưa ở bên Trà Vinh. Dạ. À, còn một sư nữa. Em ở đâu? Dạ. Em ở đây. Dạ. Em ở đây luôn. Dạ. Dạ em gần đây. Uống nước còn lấy nước uống nha. Dạ thôi được rồi, dừng nào Khánh uống rồi Khánh lấy. Đây là nhân sự ở trong hội thánh của mục sư đó. Dạ. Vậy là hội thánh ở dưới Trà Vinh thôi sao? Nhân sự của hội thánh. Là chỗ thường thường dưỡng Sáu hay tới hay là chỗ khác? Đúng rồi. Ở
bên đó nhiều. Dạ hả? Ở bên Tài Vinh đó hình như mấy chỗ, ba chỗ gì sáu đi bên Tài Vinh hơn ba chỗ, còn Vĩnh Long là xuống. Hồi nãy hả? Nó hỏi chị là bao nhiêu thì không nhớ nữa, nhiều quá không nhớ. Chị có chuyện sáu dữ mới nhớ mới biết thôi chứ. Là bao nhiêu mục sư là ở đâu đó? Giá hạn nè. Bé Hồng Ân nè. Nó hồi hồi đó nó hồi đó nó. Ê, đứng lại đứng lại đứng lại đứng lại đứng lại đi lại 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 bà nói nghe. Sợ sợ. Bắt lại bắt lại. Con bé đó sao cô Sáu? Con bé đó hồi đó mẹ nó tin Chúa. Như là bà mục sư mưa bả làm chứng, bả làm chứng cho mẹ nó tin Chúa. Dạ. Cái xong mẹ nó tin Chúa thì quá. Cái lúc đó mẹ nó mới có bầu. Hả? Có bầu cái mẹ nó định bỏ đi. Hả? Cái bà mục sư mưa bả mới cản lại không cho bỏ giữ lại. Hả? Rồi bà mục sư bả mới nuôi á, chỉ là nuôi ở đó, nuôi bầu luôn đến nó sanh đẻ luôn, nuôi mấy tháng, 3 tháng thôi, khoảng 3 tháng, 4 tháng rồi bắt đầu mẹ nó đi là đi luôn, coi như là bỏ con luôn rồi ở nhà nuôi, giờ nhận làm con nuôi luôn. Thấy thương quá. Hình như ở bên Tài Vinh hả cô Sáu? Tài Vinh, người dân tộc Khmer, nói cho nó cho lịch sự. Người Khmer. Thấy thương quá, cô Sáu mắt còn quay vậy? Chứ còn mẹ nè, ba chứ còn mẹ này là chị hai nữa. Ý hả? Mắt còn quay vậy? Thấy thương quá, tóc xăng xăng nữa. Như là mẹ nó đi đâu đi kiêng ăn hay gì, thầy cô chú đi công việc chúa là nó đi theo vậy đó. Giờ kêu mẹ luôn rồi. Ở trong gia đình của bà sư mưa này nhận nuôi nhiều người lắm, như là mấy người mà có hoàn cảnh khó khăn, rồi bệnh thường thì mấy người bị nhiễm xì can nữa. Hả? Ở đến giai đoạn với lại giống như tâm thần nữa. Dạ. Rồi bà sư bà ở đó Chu Mang giờ bên đó, hôm đó tôi qua bên đó hình như là có hai vợ chồng, bà vợ thì bả nằm coi như nằm có chỗ à. Dạ. Còn ông chồng thì ông già rồi, hai chồng này già lắm rồi, rồi thêm hai ba người giống như ngơ vậy. Ừ. Cô tới đó cô hỏi mà không biết không trả lời rồi. không biết hay không biết, mà bữa đó cô mưa có đâu có nhà. Dạ. Rồi đâu có trả lời. Ừ. Trả lời cái mà hỏi thì lắc đầu hỏi chứ cô mưa đâu không có nhà vậy. Rồi tới nhà của cô mưa ở luôn hả cô Sáu? Thì ở luôn. Mà đông không? Đông người không cô Sáu? Tổng cộng hả? Cô không biết mà bữa nó qua tại vì cô muốn có nhà. Thì cô biết chỉ biết là ở đó hồi xưa hay đó là cái trung tâm, giống như trung tâm giải cứu. Dạ. Trung tâm giải cứu thời gian. Rồi hiện tại bây giờ thì cô mưa là gia đình cổ cũng đâu có đâu, mà tại tấm lòng của cô mang á. Ừ. Cũng như con bé, nếu như mà cô không cô mang bé này thì bé này đâu có tồn tại trên đất này đâu. Ừ. Rồi với lại cổ cũng vậy đó, rồi có giúp đỡ vậy này họ cũng nhiều người họ cũng chúc phước để mình có làm được gì đó chứ làm sao. Hả? Làm sao làm đủ khả năng làm được gì đó. Hả? Là cũng nhờ có nhiều người giúp đỡ thì ở đi trong hội thánh đó, mỗi lần đi cầu nguyện trên hội thánh thì cũng có người giúp đỡ. Dạ. Em bé thấy thương quá cô Sáu. Anh nặng cái nó tên gì cô? Nó tên gì vậy chú? Hồng Ân. Dạ. Hồng Ân. Hồng Ân ơi. Tóc xăng xăng. Ừ, tóc xăng xăng nè. Này, con gái. Ủa con gái không có sao lo tay hả con Sáu? Con gái mà không có sao lo tay. Ôi thấy thương quá. Về nhà cô ở đi. Về nhà cô ở nha. 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 Nhà có nhiều bánh lắm. Về nhà ăn bánh ha. Cái hơi sạch nhưng mà ông mục sư mặc áo màu xanh.
là ông mục sư Đinh Thanh Hùng, là tổng quản nhiệm của Hội Thánh Phúc Âm Toàn Diện Việt Nam ở trên thành phố mới vừa xuống. Cô Sáu mình với anh Trang chặt dừa. Đây là đội ngũ tiếp tân mặc áo bà ba. Chúa và toàn thể quý vị và khách đã đến tham dự trong chương trình lễ quy công xây dựng Hội Thánh 2016. Chúng ta cùng chào đón một số vị khách quý đã đến và tham dự chương trình của chúng ta. Đầu tiên chúng ta xin cùng chào đón một vị khách rất là quen thuộc với Hội Thánh của chúng ta, tổng quản nhiệm Hội Thánh Phúc Âm Toàn Diện Việt Nam, sư Đinh Thanh Hùng. Và phu nhân của mục sư đó là bà mục sư Trần Thị Tuyết Lan. Và quản nhiệm Hội Thánh Emmanuel III và mục sư Trần Thị Mưa. Quản nhiệm Hội Thánh Emmanuel IX. Và quản nhiệm Hội Thánh Joseph mục sư Nguyễn Trần Thắng. Kính lạy và ngôi chúa trời hồi nay, ngài là cha nhân từ thương xót của đời sống của con, ngài là thánh luôn ở cùng với mỗi đời sống của con, ngài là lớn luôn ban ơn một cách kỳ diệu cho mỗi đời sống của con. Cảm ơn Chúa vì hải độ lớn lao, hải độ vĩ đại mà Chúa đã bày tỏ cho công dân của Chúa, Hội Thánh của ngài đang bày tỏ. Cảm ơn Chúa vì ngài đã dùng những đức tin của chúng con để chúng con ấp ủ hải độ mà ngài đã bày tỏ cho chúng con trong những năm tháng vừa qua. Và đến ngày hôm nay, những thánh linh của ngài đã cảm động các cô con của Chúa, các dân sự của ngài, các trẻ em trong Hội Thánh để thực hiện theo hải độ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh của Chúa ở tại đây. Chúng con có buổi lễ cầu nguyện, buổi lễ khởi công cho công trình xây dựng Hội Thánh của Chúa ở tại đây. Cảm ơn Chúa vì sự sức cầu của ngài, Chúa đã nuôi dưỡng các cô tớ của ngài, các anh chị em của chúng con, các con cái của Chúa đến đây được ở trong sự khỏe an. Và Chúa ơi, buổi sáng hôm nay chúng con lại tiếp tục tìm cầu ý muốn của ngài trên Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tại đây. Con cầu nguyện của Đức Thánh Linh quyền năng, ngài sẽ bày tỏ ý muốn của ngài cho các tôi tớ của ngài, cho các dân sự của Chúa buổi sáng hôm nay, để chúng con biết rõ ý muốn của ngài cho Hội Thánh của ngài, để chúng con tiếp tục bước đi trong hải tượng và Đức Chúa Trời giao phó, để chúng con cùng làm hoàn thành mục đích và Đức Chúa Trời kêu gọi chúng con ở trên đất này. Chúng con cảm ơn cha. Và Chúa ơi, Chúa đã bây giờ tôn tớ của ngài đến đây trong sự bình an, có cầu nguyện sự sức dầu của ngài đầy đủ cho tôn tớ của ngài, để lời của Chúa được qua đời sống của ông sẽ khích lệ của đời sống chúng con, đức tin của chúng con bền chặt ở trong sự ban cho của ngài, để chúng con tiếp tục hoàn thành mục đích của Chúa Trời đặt để chúng con ở trên đất này trong giai đoạn mới và những ngày sắp tới này. Mong của chúng con khát khao rằng nơi đây sẽ là một nơi trung tâm của khu vực tỉnh Tây Nghe cũng như các tỉnh miền Tây này, để đào tạo huấn luyện ra nhiều con người phục vụ cho vương quốc của ngài trong giai đoạn sắp tới này. Chúa ơi, con tin rằng điều này sẽ xảy ra trong Hội Thánh của ngài. Và một lần nữa con trình cho thì giờ trọng thể buổi sáng hôm nay trong các tay quyền năng của Chúa, xin thánh linh của ngài tiếp tục hiện diện ở cùng chúng con, tiếp tục dẫn dắt đời sống chúng con từ chương trình đầu cho đến chương trình cuối đều ở trong sự ban phước của ngài. Chúa sức dầu trên người hướng dẫn chương trình buổi sáng hôm nay. Chúa sức dầu trong tiền chế độ lời khen thờ phượng của chúng con buổi sáng hôm nay cũng đầy ơn trong sự sức dầu của ngài để dẫn dắt các tôn tớ của Chúa, con dân của ngài bước vào sự hiện diện thánh của ngài. Và Chúa ơi, điều đặc biệt
Chúa đổ đầy ân khí của Ngài trên tôi tớ của Chúa, để lời của Ngài được gieo phép cho buổi sáng hôm nay. Ngài xin chỉ nam và đường lối dẫn dắt của chúng con đi trong sự chỉ bảo của Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Một lần nữa con trình dâng thư nhờ này trong các tay quyền năng của Chúa, và con cũng không quên cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con buổi sáng hôm nay được trời quang mấy tạ. Trong danh của Chúa Jesus Christ, con công bố rằng tất cả những cái trụ mây này phải tan đi trong thời giờ này, và Chúa cho chúng con có thời giờ trời quang mây tạnh để chúng con được ở trong sự khô ráo trong buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con dâng sự vinh hiển cho Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Làm lễ chị ở dưới này thì chuẩn bị đồ ăn đặng đem ra ngoài đằng sau, lát mình đãi khách ở sân đằng sau. Cơm thì chị làm sẵn mà chị đem tới đây vậy? Mình xào lại cho nó nóng. Món này là cơm chiên dưa châu. Chị bữa nay cô Sáu em làm mấy món rồi chị? Súp hải sản nè. Còn đây là cái món gỏi, gỏi gà, tàu hũ dừa. Còn đây là lẩu. Thì có bông xô đũa, rau muống. Mẹ con đâu rồi? Ở sau, mẹ con ở sau. Lại rau nhút. Bánh mì thì để chấm món vịt nấu khóm. Dịch chị nấu với cái nước khóm trước hả chị? Không có, dịch chị nấu nó xong. Cái nước khóm này là khóm mình nấu sao, tại dịch nấu cho nước khóm nó bở nó không. Cái này thì có khóm, củ cải đỏ với lại nấm đông cô, củ hành tây. Khi ở trên làm lễ xong rồi thì giờ mấy anh em chuẩn bị dọn đồ ăn ra ngoài này. Mà hồi nãy giờ ngoài này là có mưa rồi, trời cũng không có bị nắng. Chứ còn bình thường á, ngày mà hôm qua hôm kia là nắng chang chang. Ở ngoài này nóng dữ lắm. Bữa nay thì không có bị nóng, không khí rất là mát mẻ. Nè, ai cầu nguyện vậy? Ai cầu nguyện? Cầu nguyện chưa? Anh cầu nguyện nè. Nghe lời anh cầu nguyện mấy con. Cầu nguyện nha. Rồi, mấy đứa đầu tôi cầu nguyện nè. Cảm ơn Chúa này, rồi Chúa cho ăn ngon. Chưa ăn mà. Rồi cầu nguyện con. Con cảm tạ ơn Chúa. Ngài ban cho con cái ăn này. Xin Chúa thánh quá bổ sức cho con. Chúng con với ơn Chúa. Thành tâm cầu nguyện. Cho nên Chúa Jesus, amen. Rồi. Gì mà cũng được. Gì nha, lại nha. Nhốt, được chứ. Rồi ăn đi. Ăn đi cho chúng ăn kia. Ăn cơm. Tụi con ăn súp chưa? Ăn súp. Con cơm ăn súp. Con cơm ăn súp.
con gom không? Thiên nhiên lớn, thiên nhiên lớn. Không? Không, không thiếu nhi mà. Kêu bằng, đừng kêu bằng, đừng có kêu bằng anh, kêu bằng ông á con. Kêu bằng ông á. Ủa chú quên. Chú mút thì chú ăn con ha. Ăn thử mấy ngày. Ngon, ngon con. Ngon. Ăn hết đi anh. Ăn hết tên dĩa bạn luôn nha. Sao con ăn đi bình thường? Con ăn bà chào các cháu hôm nay bà làm cái món súp khổng lồ bà mời các cháu gì vậy trời ơi con ăn đâu chứ ăn lắm hả ngon quá anh ăn ké ngon hơn ăn thiệt ăn ké hồi ăn thêm cái ké này à, không phải là mình ăn ké cái này mình hỗ trợ với đứa nhỏ không đổi ăn hết nguyên cái tô này hết luôn nè anh chị cô chú hỗ trợ tụi con nghe tụi con ăn không có hết ăn mà không hết thì bỏ tí bên anh tự thương chị thôi chú không kêu vợ chú ra hỗ trợ con chú không thôi chú hỗ trợ có mình chú không kêu vợ chú ra hỗ trợ cho con chú quan luôn nè Phượng ơi ăn luôn đi. Ăn dùng rồi. Ông mới có cái cha khác hả? Quá yêu thương kìa vậy. Phúc hỗ trợ cho của anh là vậy, mới hỗ trợ cho của anh này vậy. Của anh ơi, quá yêu thương kìa. Quá yêu thương kìa. Nói lời riêng lịch, chẳng nói đến trang trang lại riêng đứng rồi. Tô Khánh ơi, cô Khánh. Thấy đàn hỗ trợ cho anh. Cô Khánh ơi, tăng ra giá chưa ta. Cô Khánh ơi, quá yêu thương ơi. Ủa mày diễn nhiệt tình quá. Kêu ba hỗ trợ kìa Bình Hân. Ăn thêm mấy cơ nữa. Bé là thường ăn nhanh nhanh lắm, ăn nhanh. Có vừa thôn kìa. Chị Khánh nè. Chị Khánh tập này nữa. Đó, đó quay vô em đó, đấy đấy. Ủa. Cái này là diễn thôi nha, không phải thiệt đâu. Hả? Diễn hả? Cái này diễn thôi. Thôi. Nhưng mà ăn thiệt. Em cảm ơn. Dạ không. Em để cho anh bụng xíu ăn bên đây. Ơi bên đây mình có mấy người hỗ trợ nè. Chú lên lẩu cái chuyện sao ăn gì nữa cho ăn hỗ trợ bình thường không có ăn không ướt gì nói nha ngọt nha bé anh phải ăn cái gục Lê Anh. Gì anh nè? Lê Anh. Lê Anh. Không phải gấp một thịt đó, có một thịt kìa. Có hả? Em nói Lê Anh. Lê Anh, gấp một thịt kìa. Con phải ăn thêm thịt nữa. Con không ăn hồi chú Phúc ăn hết á. Con cứ gấp đi, không ăn là đẩy qua chén của chú. Tuyệt rồi. Con cứ gấp đi. Wow, lẩu lên, lẩu lên, lẩu lên. Ông giờ ngồi rồi rót con miếng nước lớn mình rót lại cho chú đừng ăn sống nha cái này một mà náo quá người hỗ trợ bị bắt quả tang ngoài sân.
lời. Giờ mới là ăn thiệt nha ông Phúc. Nãy ăn giả. Wow, bạch tuộc này, con ừ. Wow. Ủa, tôm này không luôn. Không có vỏ luôn. Không phải người quen em đâu chị. Bạn cưng hay dữ anh? Không phải đâu chị, không quen. Nữa. Ủa mà tôi là ai sao tôi ở đây? Ủa em đâu đây hả? Không biết. Tự nhiên thấy đồ anh quá trình. Anh như đi lộn chỗ. Ai nói gì nói ra. À, em cao vẫn cắm cúi giờ chuyên môn chứ không? Nãy thôi lên chứ không? Hả? Giờ rồi dùm miệng. Ủa? Vậy hả? Phải không? Thấy không? Em cao vẫn chú tâm giờ chuyên môn chứ không? Không ăn không nói gì. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn muốn thích thì nhấn like và chia sẻ với Khánh nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ.